Chàng trai cúi đầu xuống dòng sông định làm hụng nước, đột nhiên rất nhiều xác chết nổi lên lềnh vềnh. Thì ra người dân nơi đây đã bị bộ tộc Manji tàn sát. Bọn chúng thường đến các ngôi làng cướp bóc, xuống tay vô cùng độc ác tàn bạo. Công chúa đột nhiên xuất hiện, nàng không những xinh đẹp mà võ công cũng thuộc loại thượng thừa. Mua vài đường đã khiến cả đội quân công đua chạy mất dép. Chàng trai thấy vậy thì ngây người, anh đã bị cô gái tài sắc vẹn toàn, ra thế khủng mê hoặc. Chàng trai ấy chính là vị vua Bahubali trong truyền thuyết, người vừa được mẹ quyết định phong chức và chờ ngài lên ngôi. Lệnh bà đi bộ đến đài tưởng niệm tế thần cho dân được yên bình, bất ngờ hai con voi nổi điên khiến dân chúng chạy tán loạn. Bahubali tay không đẩy vỡ cánh cửa, kéo chiếc xe húc vào chân voi, khiến nó phải quỳ xuống bái phục vị vua của mình. Vị yêu dân như con nên Bahubali được mọi người vô cùng yêu quý tôn sùng. Họ reo tên anh rộn ràng khắp đường phố. Diêm ép dài nghe thấy thế thì bực tức lắm, bảo với thằng con là hãy giết mẹ của mình là lệnh bà đi. Thay vì cho con lên làm vua thì lại ân sủng một đứa không cùng máu mủ ruột rà. Cùng lúc đó lệnh bà hạ lệnh cho Bahubali cưỡi ngựa vi hành, phải tìm hiểu đời sống của dân chúng trước khi trở về nhậm chức. Khi hai người đến một vùng quê thanh vắng, bỗng chốc mặt nước nổi lên toàn là xác người, họ đã bị tộc Manji tràn qua giết hết. Ở nhà lệnh bà có chút áy náy khi không cho con trai mình lên làm vua, đã mua rất nhiều quà tặng để bù đắp. Balala giả vờ không cần gì để lấy lòng mẹ, nhưng trong đầu đã ủ mưu. Bahubali tiếp tục chuyến du hành. Anh thấy một cô gái ngồi trong kiệu với nét đẹp kiêu sa. Đúng lúc đó tộc Manji tràn vào cướp bóc, giết người tiêu khiển. Không ngờ cô gái đó là một đại cao thủ, múa kiếm vài đường đã hạ cả đạo quân. Thần thái ấy khiến Bahubali cứng hết cả người. Đám tộc Manji thấy gặp đối lên quay đầu bỏ chạy vào rừng. Bahubali đuổi cùng giết tận, không cho chúng nó thoát. Vừa đánh vừa mộng tinh đến cô gái lúc nãy, khiến anh như người mất hồn, tâm trí bay bổng kiểu phê cần. Vừa đánh nhau vừa cười như đời ươi sắp lọ. Tất nhiên như thế là đủ để hạ hết đám người Manji. Hóa ra cô gái này là công chúa của một vương quốc nhỏ, hàng ngày đi dẹp loạn giúp dân chúng khỏi cảnh lầm than. Nàng nhìn mặt Bahubali có phần ra xảo, liền cất tiếng hỏi hai người kia có phải là người của bọn cướp. Cu dai tiến lên thanh minh, công chúa xinh mà ngu như bò. Nếu là cướp chúng tôi đã chạy rồi, cháu trai tôi nó ngốc nghếch không biết làm việc gì, bà độ lượng xin hãy nhận nó làm quân lính. Công chúa thật thà thương cảm, liền gật đầu đồng ý nhận người hầu không trả công. Devasena vốn có sở thích bắn cung, chỉ có điều sở trường của nàng là bắn toàn hột. Trong một lần đi săn lợn rừng, Bahubali tác động vào tay của tướng quân, giúp anh ta bắn trúng mục tiêu. Cứ thế những con lợn rừng lần lượt bị hạ. Công chúa không bắn được con nào thì cay sống mũi. Nhận định rằng Bahubali giả vờ ngốc, đây chính là bàn tay của chiến binh mới chai sạn thế này. Cu dai vội vàng tiến lên đỡ lời, nó ở nhà quay tay nhiều nên mới vậy. Nhưng công chúa vẫn ra thử thách, bắt anh phải đấu với một con bò siêu to khổng lồ. Bahubali để mặc cho nó húc bay, Devasena thấy thế thì vô cùng ân hận, liền vỗ về an ủi chàng trai. Tranh thủ hơn cao thủ, Bahubali ngả đầu vào ngực nàng. Hôm sau trinh thám của Balala báo về, Bahubali đang ở vương quốc Kantola, hắn đang giả điên để lấy lòng công chúa ở đó, và đây là chân dung của công chúa. Balala nhìn thấy thì muốn bú liếm ngay, mà đến cả thằng bố nó còn thèm nhỏ dãi. Balala biết hai đứa này sớm muộn gì cũng yêu nhau lập tức nghĩ ra gian kế. Rồi xin lệnh bà cho mình cưới Devasena chắc chắn sẽ được. Một mũi tên trúng hai con chim, vừa vét được cái máng ngon, lại còn làm thằng em giận tím người. Lệnh bà vì chưa biết chuyện nên lập tức đồng ý, rồi gửi tới hàng chục tấn vàng làm của hồi môn, đề nghị kết giao liên minh. Không ngờ công chúa chẳng hề đồng ý, còn viết thư từ chối thẳng thừng, nói rằng con trai bà không xứng. Lệnh bà nghe xong thì nổi cơn tam bành, muốn xuất quân tiêu diệt cái vương quốc nhỏ bé này ngay lập tức. Diêm ép dài nhân cơ hội đưa ra mưu hèn kế bẩn, Bahubali đang ở đó, hãy lệnh cho cậu ta mang công chúa về. Nhưng đúng lúc đó Kantola cũng đang gặp nguy, Bahubali và cô dai xông ra tiền tuyến thể hiện sức mạnh hơn người. Lực đánh vượt trội nhanh chóng tiêu diệt hàng trăm tên địch. Không ngờ bên trong một toán lính xông vào cung điện để bắt công chúa, Bahubali rất nhanh ứng cứu, bắn tên hỗ trợ kịp thời. Cứ mỗi lần xuất tên là quân địch chết như ngả dạ, công chúa thật sự đã bị say đắm đến mê người. Bahubali nhân tiện chỉ luôn cho nàng cách bắn, hai người cứ thế song cung hợp bích tiêu diệt hết kẻ thù. Nhưng lúc này ngoài thành không ổn chút nào, quân địch kéo đến ngày một đông, còn quân ta rơi rụng dần. Bahubali lệnh cho cu dai thả đàn bò đốt lửa trên sừng. Cả đàn phát điên chạy về phía hàng ngũ quân địch, một con bò lạc chạy về hướng công chúa. Bahubali cầm sừng nó nhẹ tự lông chồn, rồi cứ thế xông lên một đánh 100. Bất chợt anh nhận ra có con đập trên thành, đó chính là cách duy nhất để thắng trận chiến. Bahubali cùng nhóm thanh niên chạy thẳng lên hướng con đập đầu nguồn, móc dây và thúc đít bò, cho chúng nó kéo vỡ con đập. Nước tràn xuống như cơn đại hồng thủy phá tan đội quân xâm lược. Bahubali cưỡi một khúc gỗ, rồi trở lại tường thành nơi mọi người chờ sẵn. Lúc này thân phận không thể giấu, cu dai đành khai thật, Bahubali là hoàng tử của vương quốc nọ. Phong thái của chàng khiến ai nấy quỳ rạp hành lễ. Cu gia cứ nghĩ lệnh bà đưa xính lễ cầu hôn cho Bahubali, công chúa cũng đã yêu thầm chàng nên lập tức hồi âm đồng ý. Bahubali cũng lập lời thề sẽ bảo vệ nàng đến khi nào còn sống. Hôm sau công chúa cùng theo Bahubali về vương quốc.
Do nàng béo lần nặng quá nên ván gỗ gãy, Ba Hu Ba Li liền đứng xuống nước cho nàng đi trên vai sang thuyền. Quả nhiên chưa cưới nhưng anh đã thấm nhuần tư tưởng, đội vợ lên đầu Trường Sinh Bất Lão. Cả hai vui mừng về vương quốc mà không biết rằng đã rơi vào bẫy của thằng anh lươn lẹ, khi vào cung thì mới ớ người ra. Lệnh bà cũng làm căng, nói với Ba Hu Ba Li, ta đã chọn cô gái này cho Ban La La, con có thể chấp nhận chứ? Công chúa giận quá mất khôn liền sồn sồn, thôi bà im mẹ nó mồm đi, bà là cái thá gì mà bảo tôi lấy ai cũng được. Lệnh bà cay mũi ra lệnh bắt ngay con cuồng ngôn này lại, không ngờ Ba Hu Ba Li cầm kiếm chặn trước đám quân lính làm trái ý mẹ. Thế là anh đã rơi vào bẫy của hai bố con ria mép dài. Vì đã chót hứa sẽ bảo vệ nàng nên Ba Hu Ba Li không thể làm trái lời thề. Lúc này ria mép dài mới lợi dụng thời cơ bơm đều, hắn uốn ba tấc lưỡi sắt muối vào trái tim lệnh bà. Vậy là hai lựa chọn được đưa ra cho Ba Hu Ba Li, một làm vua hai là cưới công chúa. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Ba Hu Ba Li quyết định cưới công chúa. Lệnh bà ok, vậy thì Ban La La sẽ lên làm vua. Lễ đăng quang ngay lập tức được tiến hành. Ban La La làm vua còn Ba Hu Ba Li làm tướng, dân chúng có mặt lại đồng thanh tung hô Ba Hu Ba Li. Họ coi chàng là vua chứ không phải thằng anh lươn lẹo. Tiếng dậm chân khiến mặt đất rung chuyển, đám voi cũng nhảy dựng lên làm ngai vàng lung lay dữ dội. Ban La La tuy đạt được ngôi báu nhưng trong lòng vô cùng căm phẫn, ngày nào em trai còn sống, hắn như bị mụn nhọt ở mông. Diêm ép dài cũng ngày ngày bơm đều với lệnh bà, Ba Hu Ba Li sớm muộn gì nó cũng phản bội. Vài tháng sau công chúa vác bụng bầu đi dâng hương, tên tướng chặn đường, cố tình sàm sỡ các cô gái theo hầu. Với bản tính cương trực, Devasena ngay lập tức rút kiếm chặt đứt bàn tay của hắn. Thế là chẳng cần biết đúng sai, công chúa bị kết tội và chịu xiềng xích. Đúng lúc nguy cấp thì Ba Hu Ba Li tiến vào hỏi rõ sự tình. Devasena vội vàng giải thích, thằng khốn đó sở dụ em nên em cho nó khỏi múa quạt. Ba Hu Ba Li liền nói em sai rồi, không nên hành xử lỗ mãng như thế, mà phải như này này. Anh nói xong liền quay người vung kiếm. Lệnh bà chứng kiến cảnh đó rất tức giận, mày dám vượt quyền vua, coi bộ định làm phản hả? Vậy là vợ chồng công chúa bị phế chức vị cho đi làm nô dịch. Ba Hu Ba Li tiến đến hôn chân mẹ nuôi từ biệt, ân nghĩa này nguyện trả, nhưng khất nợ đến kiếp sau. Dù vất vả nhưng hai người vẫn rất vui vẻ. Ba Hu Ba Li chế tạo được rất nhiều dụng cụ giúp ích cho lao động sản xuất. Khi rảnh rỗi thì giảng dạy cho mọi người cái chữ. Hai bố con ria mép dài nhìn thấy thì cay rái lắm rồi. Tối về hắn kích đều với lệnh bà, thằng đấy đang tuyên truyền tư tưởng phản động. Toàn bộ người dân vây quanh anh để hát hò nhảy múa, sát thủ cũng tiến lại để ám sát Ba Hu Ba Li. Hành động thất bại khiến Ba La La rất tức giận, ngày mai nó không chết thì mày sẽ phải chết. Máu chó trong người nổi lên, Ba La La bóp luôn cổ bố, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Anh trai của công chúa vô tình nghe được điều này, liền chạy tới an ủi. Ria mép dài lúc này lại bày mưu, nếu ngươi muốn giữ an toàn tính mạng cho Ba Hu Ba Li, hãy ám sát đức vua bằng chính con dao Ba Hu Ba Li đã tặng cho ngươi ấy, ta van nài ngươi đấy, người anh hùng. Thế là lại một người nữa đã mắc mưu. Tối hôm đó anh trai lẻn vào cung điện, trên giường chỉ là cái gối ôm. Ba La La lấy dao tự rạch mặt ăn vạ kiểu Chí Phèo, nhẫn tâm giết quân lính giàn cảnh, sau đó gọi lệnh bà đến chứng kiến sự việc. Lệnh bà không thể tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt, đau đớn không thể đứng vững trên đôi chân. Bà lệnh cho Kuzai đích thân đi lấy đầu Ba Hu Ba Li, nhưng ông là một người rất đỗi trung thành, liền quỳ xuống khóc lóc van xin. Có điều phận làm tôi tớ, trái lệnh đồng nghĩa với cái chết. Diêm ép dài nhân thời cơ lại bày ra trò mới, sai người báo tin cho Ba Hu Ba Li rằng Kuzai sắp bị giết. Nghe thấy vậy anh lập tức lên đường, vừa cởi trói cho Kuzai thì mũi tên bay đến găm trúng lưng. Ba Hu Ba Li giang tay đỡ đòn cho người hầu cận trung thành. Sau đó lấy kiếm chém hết mũi tên, rồi cũng Kuzai bỏ chạy tới nơi an toàn. Dù bị thương nặng nhưng anh vẫn một mình xông lên ngồi đường máu, một lúc sau đã khiến sắc kẻ thù chất cao như núi. Kuzai do đã nhận lệnh rồi nên chẳng thể làm khác được, ông chảy nước mắt đâm Ba Hu Ba Li một cái sau lưng. Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước, ngỡ như dân nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt, thế là tiêu tan cả sự nghiệp, đến mạng sống giờ cũng không giữ được. Ba Hu Ba Li dựa người sau tảng đá gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Ba La La xuất hiện phía sau, hắn phải chặt đầu anh ấy xuống mới yên tâm. Kuzai về bẩm báo với lệnh bà mọi chuyện, lúc bà biết mình mắc mưu thằng lươn lẹo thì đã quá muộn rồi. Công chúa vừa lúc sinh con, dân chúng lũ lượt kéo đến cung điện biểu tình. Lệnh bà dâng đứa trẻ lên qua đầu hét lớn, thằng bé này sẽ làm vua. Hai cha con ria mép dài nghe thế thì tức tối lắm. Hắn chính thức công khai làm phản, phái quân lính tới giết lệnh bà và đứa bé. Kuzai đứng ra chặn đường kẻ địch cho lệnh bà bỏ chạy. Nhưng công chúa vừa đẻ xong còn đau, đi không vững thì chạy cái nỗi gì, chỉ đành ở lại. Lệnh bà đành bế theo cháu nội vào mật thất tìm con đường sống. Ba La La nhẫn tâm tàn độc, lấy một mũi tên bắn vào lưng mẹ, khiến bà lăn xuống dòng nước trôi giạt ra dòng sông, trên tay vẫn giữ vững đứa trẻ. Ba La La cho đốt nhà cửa và giết hết những người biểu tình, công chúa thì bị hắn giam cầm và cho vào ngục đã 25 năm. Vậy là kết thúc câu chuyện do Kuzai kể lại, Sivu dù nghe xong đã hiểu sự đời trước. Anh hô hào mọi người đứng dậy khởi nghĩa, quyết tâm rửa hận báo thù. Ba La La nghe tin cũng cho quân chuẩn bị trận chiến.
Nhìn qua ống nhòm, hắn thấy công chúa đang bước tới, trên tay còn cầm theo cái đầu của con trai hắn. Devasena tung sọ người, Sivuju bắn mũi tên, cái đầu cứ thế đến đúng địa chỉ. Balala giận dữ hét lớn ra lệnh xuất quân, đoàn kỵ binh xông lên đánh phủ đầu áp đảo. Nhưng bên này Sivuju đã chuẩn bị hành cho chúng ăn rồi, bẫy gỗ được kích hoạt, quân lính đồng loạt ngã ngựa. Kuzai chỉ huy quân mai phục lao ra ứng chiến. Sivuju vác cả khúc gỗ ném xuống, đội kỵ binh đông vậy mà cũng chẳng có cách nào áp đảo. Balala đích thân cưỡi máy chém ra trận, méo cần biết quân ta hay địch, cứ đi tới đâu chém hết tới đó. Hắn xông đến chỗ công chúa và bắt bà làm con tin. Sivuju vội vàng lên ngựa đuổi theo, anh bắn mũi tên xé gió mà không ngờ thằng chó còn bắt được. Hắn chạy luôn vào thành rồi cho đóng cổng lại, nam chính nhảy theo thì bị trả một mũi tên vào giữa ngực. Diêm ép dài thấy vậy liền hạ lệnh vạn tiễn xuyên tâm. Đúng lúc nguy cấp thì Cu Gia kịp mang khiên ra chắn, trước tình thế đó mọi người đành tạm thời rút quân. Với dòng máu Ba Hu Ba Li chảy trong huyết quản, Sivuju không những dũng mãnh mà còn mưu lược hơn người. Anh nghĩ ra một cách điên rồ, dùng cây dừa đưa người vào thành, 6 người một nhóm cuộn tròn như con nhím, có rơi xuống cũng không sao. Nói chung đã xem phim Ấn thì bỏ qua mọi định luật vật lý, đừng nói chuyện logic khoa học với chúng tôi ở đây, mọi kiến thức trước giờ coi như vớt. Cứ như thế quân lính tràn vào thành mỗi lúc một đông, quân đội của tên Bạo Vương dần thất thủ. Diêm ép dài liền dùng lời lẽ thu phục Cu Giai, nói rằng nghĩa vụ của ông ấy là thi hành mệnh lệnh của vua, cho dù người đó là ai. Hãy thể hiện sự trung thành và giết Sivuju đi. Nhưng có cái lời nhá, lịch mẹ mày lừa tao mấy lần rồi con chó này nhà. Cu Giai nói rồi vả vỡ mồm Diêm ép dài. Cùng lúc đó, Huba Hulikon cũng đập vỡ sợi xích thành công mở cổng thành cho quân lính tràn vào. Anh lên ngựa lao đến chỗ mẹ bị giam giữ. Dũng mãnh như chiến thần đập tan tành cỗ máy chém của Balala. Hai con quái vật bắt đầu màn tử chiến, thằng bác châu bò cầm chùy đập xuống, cháu lấy khiên đỡ mà muốn rụng cả xương. Phải vất vả lắm Sivuju mới đấm được cái vào mõm đối thủ. Nhưng rồi bị hắn dùng xích khống chế cho lơ lửng trên không. Nam chính điên tiết phá luôn bức tượng, đáp xuống nhổ cây dừa phản đòn. Hai người cứ thế đánh nhau khiến bức tượng vàng đổ xuống, cái đầu lăn long lóc không khác gì quả bóng. Thấy công trình thế kỷ của mình bị phá hủy, Balala điên tiết cởi bỏ lớp áo, ổng xương bả vai thể hiện sức mạnh. Quả nhiên chiến khí rất áp đảo, hắn khống chế được nam chính và đâm bàn tay anh xuống đất. Sivuju dùng hết sức gồng chân đạp bay kẻ địch thoát khỏi nguy hiểm. Giờ thì đến lúc anh ấy thực hiện nghi thức biến hình, dốc vôi bột lên người rồi cuốn xích quanh tay, sau vài cú đấm uy lực cũng hất văng thằng bác đều xuống đống củi. Sau đó anh cầm kiếm nhảy lên ghim một nhát vào đùi của hắn. Đống củi này là công chúa đã chuẩn bị cho kẻ thù suốt 25 năm nay. Bà thả xuống mồi lửa làm món chó thui. Sivuju chiến thắng lên làm vua trị vì đất nước. Anh chính thức được kế thừa danh xưng Ba Hu Ba Li, tạo nên sử thi về một thời kỳ Ấn Độ thịnh trị, dẫn dắt bởi vị vua anh minh lỗi lạc. Đó cũng là những tình tiết cuối của phim. Nếu thấy hay đừng tiếc sút một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.